Thưa quý vị, liên quan đến những sự việc giữa ông Trịnh Văn Quyết và các đơn vị, thì mới đây công ty cổ phần tập đoàn FLC vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Cuộc họp dự kiến thảo luận về hai nội dung chính là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, và bà Hương Trần Kiều Dung, nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị của FLC. Trong tài liệu họp đại hội cũng thông tin về việc bầu bổ sung hai thành viên vào hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên hội đồng quản trị độc lập. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị bắt vì tội thao túng giá chứng khoán vào cuối tháng 3, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của FLC do ông Đặng Tất Thắng đảm nhiệm. Hai thành viên hội đồng quản trị còn lại của FLC là bà Bùi Hải Huyền, kiêm tổng giám đốc FLC và ông Lã Quý Hiển. Ngoài ra, FLC sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế cho 3 thành viên cũ là ông Nguyễn Chí Cương, bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đăng Vũ. FLC cho biết sẽ công bố danh sách các ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tối thiểu 10 ngày trước khi diễn ra phiên họp bất thường. Trước đó, FLC cũng đã xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 muộn nhất tới ngày 30 tháng 6. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 của FLC có doanh thu thuần 1.085 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, FLC báo lỗ sau thuế hơn 465,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 42,5 tỷ đồng. Đây là mức lỗ lớn nhất mà tập đoàn FLC phải chịu kể từ quý 2 năm 2020. Giá cổ phiếu FLC thời gian qua sụt giảm liên tục xuống 6.770 đồng một cổ phiếu, giảm hơn 70% so với đầu năm 2022. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube của báo Thanh Niên.